Sáng ngày 17 tháng 10 tại nhà thi đấu Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã đã tổ chức bế mạc giải bóng bàn cầu lông Hội khỏe Phù Đổng thị xã Đông Triều lần thứ 10 năm 2019. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 10, 475 vận động viên đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thị xã đã cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hay và hấp dẫn ở cả hai môn bóng bàn và cầu lông. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn môn bóng bàn cho các đơn vị tiểu học Mạo Khê B, trung học cơ sở Tràng An và trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt. Môn cầu lông, giải nhất toàn đoàn thuộc về trường trung học cơ sở Mạo Khê 2 và trường trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt. Hội khỏe Phù Đổng cấp thị xã là hoạt động thường niên được tổ chức 4 năm một lần nhằm thúc đẩy hoạt động thể dục thể thao và đề cao công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. Qua các giải đấu cấp thị xã, hàng năm đã lựa chọn được các tuyển thủ xuất sắc tham gia giải đấu cấp tỉnh và cấp quốc gia, góp phần lớn vào thành tích thể dục thể thao chung của thị xã và của tỉnh.